km. 197,3 km. Vâng. Ok. Có bạn nào tính ra kết quả khác? Rồi. À, bạn tên gì nhỉ? Tên em tên Nguyễn Quý ạ. Ngọc Quý, thank Vâng, em nói thật. you. Rồi, thế thì với bài toán này tôi cũng cung cấp cho các bạn một cái sơ đồ thuật toán nhé. Thế thì ở đây cái sơ đồ thuật toán này ở đây tôi viết là viết cho trường hợp tổng quát. Tổng quát tức là có cái thành phần cốt thép chịu nén. Nếu như trong tiết diện có sẵn cốt thép chịu nén thì các bạn có thể áp dụng cái quy trình này. Còn nếu trong cái tiết diện không có cốt thép chịu nén thì các bạn tất cả quy trình này các bạn chỉ bỏ cái thành phần RSC và A'S ra là ok. Thế thì chúng ta cũng xác định xem cánh ở vùng nén hay vùng kéo đúng không ạ? Nếu như cánh nằm ở vùng kéo thì chúng ta kiểm tra với tiết sơ đồ tiết diện chữ nhật đã học rồi. Còn cánh ở vùng chữ nén thì chúng ta xác định độ vươn của cánh, kiểm tra điều kiện. Đúng không ạ? Kiểm tra điều kiện này tức là điều kiện sẽ kiểm tra xem tiết diện của chúng ta sẽ kiểm tra khả năng chịu lực theo sơ đồ nào. Nếu như RSAS lớn hơn RB nhân BF nhân HF thì tính kiểm tra theo tiết diện chữ nhật, còn nếu nhỏ hơn thì kiểm tra tiết diện chữ nhật, còn nếu đủ lớn hơn thì kiểm tra theo tiết diện chữ T. Chữ T thì chúng ta có thể tính XR trong cái slide bài giảng thì chúng ta tính CR à, tính C đúng không ạ? Tính C thì chia thêm cho H0 đây nữa thôi, còn tính XR thì bỏ H0 đi. Đấy. Và bởi vì ở đây có cốt thép chịu nén nên là có thêm cái mục là set XR nhỏ hơn 2 phẩy, còn đối với trường hợp không có cốt thép chịu nén thì chúng ta không cần xét trường hợp nhỏ hai lớn XR lớn 2 phẩy, thì chỉ xét XR nhỏ hơn CR tức là C nhỏ hơn CR hay không thôi. Đấy, thì nếu mà C nhỏ hơn CR thì chúng ta kiểm tra cái M giới hạn theo cái công phương trình cân bằng, bỏ cái thành phần AS phải đi. Dạ. Trong trường hợp mà lớn hơn thì chúng ta sử dụng cái gì nhỉ? Alpha R để tính, và ở đây chúng ta cũng bỏ bỏ cái thành phần RSAS đi là được. Rồi. Thế thì áp dụng cái quy trình đấy các bạn đi vào chi tiết đúng không? Ở đây đề bài cho là gì? Một cái tiết diện có BF là bằng 500, HF là bằng 80, chiều cao H bằng 500 và bề rộng 220, cốt thép chịu lực bố trí ở vùng chịu kéo, cánh nằm ở vùng chịu nén, cốt thép chịu lực gồm 5 phi 22. Thế thì tương tự, việc đầu tiên chúng ta phải bố trí cốt thép đúng không ạ? Ở đây chúng ta biết là nếu chúng ta bố trí một hàng thì khoảng không đủ, vì vậy chúng ta phải bố trí hai hàng. Để bố trí cốt thép đối xứng thì chúng ta phải bố trí ba thanh ở dưới, hai thanh ở trên, và để đảm bảo cái điều kiện cấu tạo thì khoảng cách thông thủy giữa hai hàng cốt thép phải là 30. Từ đấy chúng ta tính được hàng cốt thép thứ nhất có ba thanh cốt thép, A1 là bằng 36, hàng cốt thép thứ hai có hai thanh cốt thép và A2 là bằng 88. Từ cái điều kiện này chúng ta tính được cái trọng tấm của thanh cốt thép ở cụm cốt thép này được 56,8 dựa theo công thức này, đúng không? Ok. Rồi. Và từ đây chúng ta tính được H0. Ở đây đề bài đã cho cánh chữ T nằm ở trong vùng chữ nén. Đúng không ạ? Thế thì ở đây chúng ta cũng kiểm tra xem cái đoạn SC hay là SF bằng 140 ở đây có được đưa vào trong tính toán hay không, có được kể vào trong tính toán hay không. Thế thì muốn biết có kể vào trong tính toán hay không thì chúng ta phải kiểm tra xem nó có thỏa mãn điều kiện khống chế hay không. Điều kiện khống chế của chúng ta ở đây là nhỏ hơn 1/6 nhịp. Đúng không? Và trong trường hợp này HF bằng 80 lớn hơn 0,1 H thì điều kiện khống chế thứ hai là nhỏ hơn 6 HF. Thế ở đây tính được 1/6 nhịp là bằng 8533. Còn 6 HF là bằng 480, rõ ràng 140 này nhỏ hơn cả hai con số này. Như vậy ở đây 140 này được kể đến toàn bộ vào trong tính toán, được chưa? Toàn bộ tiết diện phần cánh nằm trong vùng chịu nén có thể được huy động vào chịu lực. Được chúng ta tính cái RS và AS bằng 4594, tính RB, BF, HF bằng 4560. Như vậy RS, AS lớn hơn RB nhân BF nhân HF. Như vậy trục trung hòa đi qua sườn, đúng không ạ? Khi RS lớn AS, RS, AS lớn hơn RB, BF, HF thì trục trung hòa đi qua sườn. Để trục trung hòa đi qua sườn thì chúng ta tính XR hoặc là tính C, đúng không ạ? Tính C thì chúng ta chỉ việc chia thêm H0 vào đây nữa. Trong trường hợp này tôi tính XR. Thì XR thì C thì bằng XR chia H0 thôi.
Thế thì Excel tính được bằng 93,44. Ta thấy 93,44 rõ ràng là nhỏ hơn CR nhân H không? Hay là C nhỏ hơn CR? Như vậy ở đây chúng ta có thể sử dụng công thức này, hoặc là chúng ta tính alpha m và thay vào cái biểu thức là alpha m RBBH công bình phương cộng với cái cụm đằng sau, và tính ra được m giới hạn bằng 197,593. Như vậy bạn Quý vừa rồi tính là kết quả là chính xác. Thế thì nếu các bạn để ý, các bạn sẽ thấy này, ở đây cái khả năng chịu lực của cái tiết diện chữ T của chúng ta là 197,593, đúng không ạ? Cái tiết diện chữ T này có, nếu tiết diện phần chữ nhật của nó là có B bằng 220 và H bằng 500. Thế nếu các bạn để ý thì trong quá trình làm chúng ta đã trải qua một cái ví dụ cũng tương tự như vậy rồi. Đấy, cái ví dụ về tính toán khả năng chịu lực của cái dầm tiết diện chữ nhật. Đây, chính là cái tình huống này. Tức là BEH bằng 220 x 500. Cái này nó chỉ khác cái kia là không có cánh thôi, đúng không ạ? Và cái thí dụ 4 ấy, thì cái khác thí dụ 3 là cái cốt thép thôi. Thế thì trong cái thí dụ 3 này, đối với tiết diện chữ nhật, chúng ta tính được khả năng chịu lực của chúng ta là bao nhiêu? 170. Nếu thêm phần cánh vào thì chúng ta tính được là 197. Như vậy rõ ràng là khi kể đến cái phần cánh thì khả năng chịu lực của nó sẽ tăng thêm đáng kể, đúng không ạ? 9727 tức là tăng thêm phải đến gần 20%, đúng không? Còn nếu so sánh thí dụ 3 với thí dụ 4, tức là khi tăng cốt thép lên thì chúng ta tính được 194, như vậy là cũng tăng lên đáng kể. Đấy. Rồi, tiết diện chữ T này còn có câu hỏi gì không? Cái này thì cái phần ví dụ này nếu hôm sau khả năng tuần tới chúng ta sẽ bắt đầu học, tuần tới chúng ta nghỉ 2 buổi đúng không nhỉ? Các bạn nhỉ, chúng ta nghỉ thi block đúng không? Sau đấy trở lại thì chúng ta sẽ quay lại học offline, tuần tới đã bắt đầu có lịch offline rồi. Thì nếu cần thì cái buổi học tới tôi sẽ làm thêm 1-2 cái ví dụ và giải thích kỹ hơn ở trên lớp để các bạn rõ cái phần cấu điện chữ uốn trên tiết diện thẳng góc chữ moment. Ok, quay lại cái slide của chúng ta. Thế thì ở đây, đến đây tôi kết thúc cái phần bài toán kiểm tra khả năng chịu lực của tiết diện chữ T. Thế thì ở trong thực tế thì có rất, như nói ban đầu ấy, thì có rất nhiều cái hình dạng tiết diện cấu kiện chịu uốn có thể đưa về dạng chữ T. Nếu nó có hẳn tiết diện chữ T không nói, nếu nó có dạng như này, tức là cái hình này, cái tiết diện này nó rất phổ biến ở trong cái cấu kiện cầu, dầm cầu. Thế thì nếu như một cái hình dạng tiết diện như này thì hoàn toàn có thể đưa nó về một cái dạng khi tính toán chịu uốn thì nó làm việc theo phương chịu uốn đó, trong mặt phẳng thì hoàn toàn có thể tính tương đương với một cái tiết diện chữ T mà có bề rộng cánh, bề rộng của sườn bằng bề rộng của hai sườn này cộng lại như này, đúng không ạ? Còn nếu là một cái dầm có dạng hộp như này thì bạn cũng hoàn toàn có thể đưa nó về dạng chữ Y có sườn bằng 2 lần bề rộng của cái thành hộp này, đúng không ạ? Các bạn cắt dọc đấy và các bạn ghép nửa này sang bên này thì nó thành cái này, đúng không? Đấy. Chữ uốn thì chỉ có một moment uốn theo phương trục thẳng đứng thôi. Thì đấy là một và vài cái tiết diện mà có thể convert về cái dạng T shape, đúng không? Ok. Đến đây có thể chúng ta sẽ tạm kết thúc cái phần cấu kiện chữ uốn mà chịu tính toán cấu kiện chữ uốn trên tiết diện thẳng góc, tức là tính toán để cấu kiện chữ uốn không bị phá vỡ trên tiết diện thẳng góc tại vị trí có moment lớn. Trong cái phần cấu kiện chữ uốn thì chúng ta phải tính toán thêm một cái phần gì nữa nhỉ? Khả năng chịu lực trên đâu? Trên đâu nhỉ? Trên đâu? Trên tiết diện nghiêng, đúng không ạ? Hôm giờ chúng ta học ấy là chúng ta tính toán cấu kiện chịu uốn chịu moment, tức là để cấu kiện không bị phá hoại trên tiết diện thẳng góc. Chỗ nào có moment lớn thì xuất hiện tiết diện thẳng góc.
chúng ta tính toán chịu moment, tức là tính toán để phụ kiện không bị phá hoại trên tiết điện khởi công. Thế những buổi sau chúng ta sẽ học thêm tính toán điều kiện cường độ trên tiết diện nghiêng. Tiết diện nghiêng thì nó sẽ có cả moment và lực cắt, trong đấy thành phần lực chủ yếu là lực cắt. Ok. Thế thì để cho liền mạch thì cái phần phần trên tiết diện nghiêng thì tôi sẽ trình bày trong sau, mà chúng ta kết thúc ở đây thôi. Có bạn nào có câu hỏi gì không nhỉ? Có bạn nào có câu hỏi gì không ạ? Nếu bạn nào không có câu hỏi gì thì chúng ta kết thúc buổi học hôm nay tại đây nhé.